Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang cấp bách triển khai kế hoạch tổng kiểm tra, rà soát các mô hình nhà trọ tập trung đông người, phát hiện sai phạm sẽ xử lý triệt để theo quy định của pháp luật. Hàng ngàn người đáng ra được cứu sống nếu hệ thống cảnh báo sớm và ứng phó khẩn của Libya hoạt động hiệu quả. Thông tin đánh giá từ Liên Hợp Quốc. Chỉ đạo công ty trong nhiều lĩnh vực từ truyền thông tới lên chiến lược tăng trưởng. Nhưng vị tổng giám đốc này lại là robot sử dụng trí tuệ nhân tạo AI, thử nghiệm của một công ty ở Ba Lan. Thưa quý vị, liên quan đến vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội sẽ tạm dừng tổ chức các hoạt động, sự kiện, văn hóa thể thao, vui chơi giải trí cho đến hết ngày 17 tháng 9. Vào 8 giờ ngày 18 tháng 9, tức là vào thứ Hai, các cơ quan, đơn vị sẽ đồng loạt tổ chức dành một phút mặc niệm các nạn nhân đã tử vong trong vụ cháy này. Trong hai ngày vừa qua, thành phố và các tổ chức chính trị, xã hội cùng với người dân cũng đã thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ nạn nhân vụ cháy. Cũng liên quan đến vụ cháy này, Bộ Tài chính đề nghị các doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện các thủ tục giải quyết bồi thường, chi trả tiền bảo hiểm nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ cho người tham gia bảo hiểm theo đúng hợp đồng bảo hiểm và quy định pháp luật. Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm đề nghị Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam phối hợp với doanh nghiệp bảo hiểm báo cáo tình hình thiệt hại và bồi thường bảo hiểm trong vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ, đồng thời tổ chức thực hiện hỗ trợ nhân đạo theo quy chế nội bộ và quy định pháp luật. Các doanh nghiệp bảo hiểm chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan và tổ chức cá nhân tham gia bảo hiểm bị ảnh hưởng do vụ cháy gây ra để đánh giá mức độ thiệt hại, xác định phạm vi bồi thường, chi trả tiền bảo hiểm, đồng thời thực hiện các thủ tục giải quyết bồi thường bảo hiểm, trả tiền bảo hiểm nhanh chóng, kịp thời và đầy đủ cho người tham gia bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm và quy định pháp luật. Thực hiện công điện số 796 của Thủ tướng Chính phủ sau vụ cháy chung cư mini nghiêm trọng ở Hà Nội, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn gửi các đơn vị và địa phương yêu cầu triển khai một loạt giải pháp nhằm tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy. Nhiều quận huyện đã tổ chức các đoàn đi kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy ở các khu chung cư, khu nhà trọ tập trung đông dân cư trên địa bàn. Không có hệ thống báo cháy tự động, lỡ có chuyện là bảo vệ phải chạy lên tầng 2 gõ kèn. Hệ thống vòi chữa cháy đã cũ, vừa thử vận hành đã rò rỉ như thế này. Cư xá Lý Thường Kiệt ở quận 10 có hơn 250 căn hộ, nhưng xây từ trước năm 1975, không có quỹ bảo trì, hệ thống phòng cháy được đầu tư khá khiêm tốn. Là vì mình không đủ kinh phí để làm một lần, cho nên là mình cứ gọi là cuốn chiếu đó. Hôm nay, năm nay mình sẽ làm cái này, rồi mình lên kế hoạch năm sau mình sẽ tiếp tục. Chứ mình không đủ kinh phí để làm một lần. Thành phố Hồ Chí Minh có hàng trăm chung cư cũ xây dựng trước khi luật phòng cháy chữa cháy có hiệu lực. Và hiện có hơn 42.200 nhà cho thuê theo dạng chung cư mini. Có mật độ dân cư đông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ hỏa hoạn. Đây là những nơi trọng điểm đã được ngành chức năng ở Thành phố Hồ Chí Minh ra quân kiểm tra, hướng dẫn phòng cháy chữa cháy. Đối với những cái chung cư như thế này hoặc là nhà trọ thì yêu cầu người ta phải tổ chức tự kiểm tra an toàn phòng cháy cháy. Đó, thì khi tự tổ chức kiểm tra và hướng dẫn thì người ta quay clip lại và báo cáo hàng tháng về cho cái cơ quan quản lý, đồng thời là phải nâng cao cái chất lượng của đội phòng cháy cháy tại chỗ. Đặc biệt là cái đánh giá được cái mức độ nguy hiểm cháy nổ tại các cái công trình, loại hình công trình như này, thì phải đánh giá được cái mức độ nguy hiểm cháy nổ từ cái các cái giải pháp về điều kiện thoát nạn rồi giải pháp chống cháy lan thì rất là quan trọng. Sau công điện của Thủ tướng về vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội, Ủy ban dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn yêu cầu các sở ngành, địa phương tổng kiểm tra, phân loại đánh giá việc chấp hành quy định phòng cháy chữa cháy tại các nhà trọ, nhà cho thuê và chung cư mini trên địa bàn, báo cáo thành phố trước ngày 15 tháng 10 năm 2023. Ngoài các cuộc kiểm tra sẽ được tổ chức thường xuyên như thế này, thì ngành chức năng ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các khu chung cư, các khu dân cư mà có vấn đề về phòng cháy chữa cháy phải có giải pháp khắc phục ngay. Ví dụ như là 100% các hộ dân sẽ phải ký vào cam kết là tháo dỡ các chuồng cọp và tạo lối thoát hiểm thứ hai trong thời gian sớm nhất. Ở tại các thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua thì các tòa nhà được gọi là chung cư mini khá đắt khách. Thế nhưng bây giờ nhiều người đang dở khóc dở cười trong những căn hộ như thế. Vâng, thậm chí có những trường hợp không chỉ khách mua nhà mà cả chủ đầu tư, cả chính quyền địa phương, ba bên liên quan đều rất vướng mắc. Sau đây là ghi nhận một trường hợp như vậy ở quận Long Biên, Hà Nội. Đốt giấy để thử kích hoạt đầu chữa cháy tự động.
Thế nhưng mãi vẫn không thấy nước phun ra mà chỉ rò rỉ từng giọt thế này. Hệ thống báo khói cũng không khá hơn. Dù có hun khói liên tục vẫn chẳng thấy chuông kêu. Hay thậm chí ấn thẳng vào chuông báo cháy, hệ thống cũng không có bất cứ phản hồi gì. Hệ thống phòng cháy chữa cháy này ở đây thực ra là cái này nó hỏng khoảng độ 7-8 năm nay rồi. Mà đã có những cái đề nghị và đề xuất để chủ đầu tư quan tâm đến để sửa cho dân, nhưng chủ đầu tư cứ phớt lờ. Chung cư mini này có 9 tầng với 40 căn hộ. Hợp đồng mua bán bên ngoài ghi là công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Rubyland. Thế nhưng bên trong, đại diện bên A là bên bán căn hộ, chỉ có tên cá nhân bà Phạm Thu Trang, không có pháp nhân công ty nào, cũng không có dấu đỏ công ty. Ông Lợi cho biết tháng 11 năm ngoái, chủ đầu tư lấy ý kiến cư dân để thanh lý hợp đồng, theo phương án trả lại tiền đúng bằng đã mua căn hộ từ cách đây 10 năm, được hỗ trợ thêm 18 tháng tiền thuê nhà, nhưng có 13 trên 40 hộ dân không đồng ý. 10 năm trước cái giá đất ở đây là 30 triệu, nhưng hiện tại thời điểm này là 120 triệu một mét vuông. Cái khu vực này? Ừ, trong khu vực này. Thế nhưng mà chủ đầu tư lại giả chúng tôi theo cách đây 10 năm, thì cái số tiền đó chúng tôi không mua được ở đâu cả. Theo lãnh đạo phường Bồ Đề, việc thương thảo thanh lý hợp đồng trả lại tiền cho người mua đã được chủ đầu tư tiến hành từ năm 2014, bởi sau khi đưa chung cư vào vận hành 2 năm, chủ đầu tư vẫn không thể khắc phục được các tồn tại về phòng cháy chữa cháy. Ví dụ như không đủ diện tích để làm thêm một lối thoát hiểm thứ hai, nên muốn phá bỏ chung cư mini để chuyển đổi sang mục đích khác. Phòng cháy chữa cháy người ta đã kiểm tra rồi, không có đủ điều kiện khắc phục. Nếu khắc phục đảm bảo được thì người ta đã làm. Đấy cũng là những cái khó khăn trong cái quá trình giải quyết những cái bất cập theo quy định pháp luật, mà trong đó là đảm bảo cho cái quyền lợi của người dân. Vậy là giờ đây khi mà vấn đề không được giải quyết, người dân thì nơm nớp lo lắng sống trong một chung cư mini mà hệ thống phòng cháy chữa cháy tê liệt. Chính quyền thì khó khăn trong quản lý. Còn chủ đầu tư dù thiện chí mua lại căn hộ nhưng cũng không được một số hộ dân đồng tình. Nếu xảy ra cháy, không biết trách nhiệm sẽ thuộc về ai. Hôm nay, công ty đấu giá Hợp Danh Việt Nam tổ chức đấu giá lại đối với 11 biển số đẹp dùng cho xe ô tô. Trong buổi sáng nay đã tiến hành đấu giá 2 biển số của tỉnh Phú Thọ và thành phố Hà Nội, có đầu số là 5 số 5 hay còn gọi là ngũ quý. Trong chiều nay, có 9 biển số đưa ra đấu giá, trong đó có 4 biển số đẹp của tỉnh Bắc Ninh, Thanh Hóa, thành phố Hồ Chí Minh và Bắc Giang. Việc đấu giá được thực hiện trên trang thông tin đấu giá trực tuyến của công ty đấu giá Hợp Danh Việt Nam. Theo thông tin sơ bộ, trong buổi sáng nay, 2 biển số đem ra đấu giá đều được đấu giá trúng, cao gấp nhiều lần so với mức giá khởi điểm là 40 triệu đồng. Theo quy định hiện hành, việc thí điểm đấu giá biển số đẹp sẽ kéo dài trong 3 năm. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hai bến xe chính là bến xe miền Đông, bến xe miền Tây và cả sân bay Tân Sơn Nhất hiện nay đang có khoảng 2.000 xe vô chủ, nhiều xe ở đây đã hơn 10 năm. Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương tiếp nhận và phối hợp xác minh giải quyết các xe này, đặc biệt là xác minh các xe là tang vật vụ án. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã có phương hướng để giải quyết các xe vô chủ ở các bến xe và sân bay này. Nhà xe có thể giải quyết theo quy định của Bộ luật dân sự, hoặc nhà xe có thể trao đổi bàn giao với phương tiện về cơ quan công an để thực hiện các cái thủ tục về giám định, xác minh, tìm kiếm tăng báo và tịch thu xung cục quỹ nhà nước theo quy định đối với tài sản vô chủ vắng chủ để quên theo quy định pháp luật. Sẽ khóa các thiết bị chỉ dùng sóng 2G từ tháng 12 năm nay, thông tin từ Bộ Thông tin và Truyền thông. Mục tiêu của việc tắt hoàn toàn sóng 2G là để tận dụng tài nguyên tần số cho các công nghệ viễn thông hiện đại hơn. Nhờ đó thì hệ thống mạng 4G sẽ được cải thiện chất lượng, tối ưu chi phí vận hành và khai thác. Hiện nay thì Việt Nam vẫn còn khoảng 23 triệu thuê bao di động 2G. Tại Cần Thơ, những ngày gần đây thì bệnh nhân đau mắt đỏ đến khám và điều trị tại các bệnh viện đã gia tăng đột biến. Như ở bệnh viện mắt răng hàm mặt thành phố Cần Thơ thì mỗi ngày ghi nhận tới khoảng 50 người bị bệnh đau mắt đỏ, tăng đột biến so với cách đây vài tuần. Trong đó có nhiều trẻ đau mắt đỏ đang trong độ tuổi tới trường. Theo các bác sĩ, năm nay bệnh đau mắt đỏ có điểm đặc biệt là lan từ các thành phố lớn như là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long với số lượng nhiều hơn và tình trạng bệnh cũng nặng hơn. Vào thời điểm mưa nhiều, độ ẩm tăng cao, bệnh dễ lây lan thành dịch. Đây là một cái bệnh với những cái triệu chứng thường gặp nhất, đó chính là đỏ mắt, cộm sốn và cảm giác như là có dị vật ở trong mắt, có những cái chất tiết, thường là chất tiết trong và có thể dính, và đặc biệt là khi vào mỗi buổi sáng thì bệnh nhân rất là khó mở mắt. Và một số những cái triệu chứng khác, đặc biệt như là triệu chứng có giả mạc, đặc biệt là xảy ra ở trẻ em.
Tại tỉnh An Giang, 2 tuần qua thì bệnh viện Sản Nhi cũng liên tục tiếp nhận nhiều ca mắc bệnh tay chân miệng, trong đó có không ít trường hợp chuyển nặng kèm theo sốt cao, co giật. Theo Sở Y tế An Giang, từ đầu năm tới nay, tỉnh đã ghi nhận tới hơn 2.640 ca mắc tay chân miệng, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng lo ngại là đã có 2 trường hợp tử vong. Ngành Y tế cảnh báo hiện chủng virus mới của bệnh tay chân miệng có độc lực mạnh hơn, nguy cơ lây lan, chuyển nặng và tử vong cũng khá cao. Vì thế khi trẻ có những dấu hiệu như là sốt, đau họng, biếng ăn, phụ huynh nên sớm đưa tới các cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời. Thưa quý vị, mưa lớn trong ngày hôm qua đã làm cho nhiều cầu tràn trên địa bàn của huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An bị ngập nước. Nước dâng cao, chảy xiết khiến giao thông bị chia cắt. Lực lượng chức năng các xã đã phải triển khai nhiều biện pháp để ứng phó, hỗ trợ đưa người và xe qua cầu tràn. Do các cầu tràn khá thấp nên là mỗi khi có mưa to, cầu bị ngập và chia cắt hoàn toàn, gây khó khăn cho xe cộ và người dân đi qua các tuyến đường này. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm qua sáng nay tiếp tục có mưa dông, có nơi mưa rất to. Hòa Bình, Ninh Bình và Thanh Hóa là những điểm có mưa to nhất. Lượng mưa từ 7 giờ tối qua tới giờ đã lên tới hơn 130mm. Dự báo mưa dông ở Bắc Bộ còn tiếp diễn trong buổi sáng nay. Mưa tập trung ở Hòa Bình, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nơi mưa to trên 50mm. Đến chiều nay thì mưa giảm dần. Trong khi đó, ở Bắc Trung Bộ, từ Thanh Hóa tới Hà Tĩnh tiếp tục có mưa hết đêm nay. Lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 100mm. Đề phòng ngập úng đô thị, vùng trũng thấp, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi. Nhưng hoạt động con người và cả sự thèm ăn của con người đã làm cho suy yếu khả năng phục hồi của trái đất tới mức vượt xa ngưỡng an toàn, tức là ngưỡng vốn là đảm bảo cho hành tinh của chúng ta phù hợp để hầu hết các loài, gồm cả con người và các loài khác có thể tồn tại. Đây là kết quả của một nghiên cứu rất đáng chú ý vừa được một nhóm 29 nhà khoa học quốc tế công bố. Cụ thể là 6 trong số 9 giới hạn của hành tinh, bao gồm biến đổi khí hậu, phá rừng, mất đa dạng sinh học, hóa chất tổng hợp, cạn kiệt nước ngọt và sử dụng nitơ đều đã chìm sâu vào trong mức đỏ. Nghiên cứu này là bản cập nhật thứ 2 về khái niệm giới hạn của hành tinh, mà trước đó khái niệm này đã được công bố lần đầu tiên vào năm 2009. Tiếp tục với tin quốc tế, đánh giá về những hậu quả thảm khốc và mức độ thiệt hại sau lũ lụt do bão Daniel gây ra tại Libya, Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO của Liên Hợp Quốc cho rằng hàng ngàn người đáng ra được cứu sống nếu hệ thống cảnh báo sớm và ứng phó khẩn của quốc gia Bắc Phi hoạt động hiệu quả. WMO cho rằng nếu các cơ quan chức năng có sự phối hợp nhịp nhàng và đồng bộ hơn, thì họ đã có thể đưa ra các cảnh báo sớm. Lực lượng ứng phó khẩn cấp với thảm họa lẽ ra đã có thể tiến hành công tác sơ tán người dân, giúp cứu sống được phần lớn con số thiệt mạng hiện nay. WMO nhấn mạnh vai trò của công tác dự báo, cảnh báo và tuyên truyền thông tin thời tiết đến với người dân, cho rằng sự yếu kém trong công tác này tại Libya là nguyên nhân chính dẫn đến hậu quả và mức độ thiệt hại về người và tài sản như hiện nay. Tính đến thời điểm này, hơn 11.000 người đã thiệt mạng do bão tại Libya. Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm những người còn sống sót. Ông Mohamed Sarie, người Liban, đã chờ đợi thông tin của gia đình anh trai mình sống ở Libya suốt mấy ngày qua. Trận bão lụt vừa qua tại Libya được xem là thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại của đất nước này. Không may, thông tin cuối cùng mà ông nhận được là cả gia đình anh trai ông đều đã thiệt mạng. Anh trai tôi đã quyết định đến Libya để tìm kiếm một cuộc sống mới cách đây 30 năm. Anh ấy định cư ở Derna và đã có một gia đình hạnh phúc. Mọi chuyện lẽ ra đã tốt đẹp biết mấy nếu không có thảm họa này. Trước đó, những trận mưa lớn ở Derna, Libya do ảnh hưởng của bão Daniel đã khiến các con đập bị vỡ, phá hủy nhà cửa và đường xá. Lũ lụt đã cuốn trôi toàn bộ khu dân cư ở Derna. Nhà chức trách đã tuyên bố đây là khu vực thảm họa. Hàng chục nghìn người dân Derna đã phải sơ tán. Hiện các lực lượng cứu hộ đang khẩn trương triển khai công tác hỗ trợ thuốc men, trang thiết bị tìm kiếm và cứu nạn, cử nhân viên cứu hộ đến các vùng bị ảnh hưởng. Người dân cũng tham gia vào việc tìm kiếm cứu nạn bằng bất cứ dụng cụ nào trong tay, kể cả tay trần, đào bới những ngôi nhà đổ nát do bão để tìm kiếm người mắc kẹt. Liên Hợp Quốc đã kêu gọi quốc tế hỗ trợ khẩn trương kịp thời cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão ở Libya. Hơn 2.900 người thiệt mạng, nhiều ngôi làng bị san bằng thành cát bụi. Đây là thảm họa động đất gây thương vong lớn nhất tại Maroc trong hơn 60 năm qua.
tôi mất ba đứa con, người vợ đang mang thai của tôi, mẹ tôi, chú tôi, anh trai và cả người chị họ của tôi đang mang thai nữa. Tất cả đều đã mất đi mạng sống trong ngôi nhà này. Trận động đất tại Maroc lời cảnh báo về những thảm họa có tính sát thương và gây thương vong lớn trên thế giới. Đã gần một tuần kể từ khi trận động đất khủng khiếp xảy ra ở Maroc, trận động đất đã gây ra những tổn thất khủng khiếp, là trận động đất gây ra số người thiệt mạng nhiều nhất hơn 60 năm nay ở Maroc. Vậy nguyên nhân chính là gì khiến cho nhiều người thiệt mạng đến như vậy? Chị Như Anh. Vâng, xin chào anh Hạnh Phúc và xin chào quý vị khán giả. Anh Hạnh Phúc ạ, trận động đất có độ lớn 6,8 xảy ra với tâm chấn ở vùng núi Atlas của Maroc và ảnh hưởng đến cả những thành phố lớn, cũng như là do thời điểm xảy ra vào ban đêm nên là gây ra thiệt hại nặng về người. Và số người thiệt mạng do động đất ở Maroc giờ đã vượt quá 2.900 người, trong khi số người bị thương đã tăng hơn gấp đôi, lên hơn 5.500 người. Đây là các thông tin từ đài truyền hình Maroc. Trận động đất làm rung chuyển miền trung Maroc vào đêm mồng 8 tháng 9 vừa qua. Tâm chấn nằm ở phía nam thành phố Marrakech, thành phố lớn thứ tư Maroc và là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa và lịch sử. Rung chấn được cảm nhận ở thành phố Casablanca ở phía bắc. Tuy nhiên, vùng chịu ảnh hưởng nặng nhất là những khu vực hẻo lánh ở chân dãy núi Atlas. Và tỉnh An Haus là tỉnh bị thiệt hại nặng nhất, khoảng 60% số người thiệt mạng được xác định ở đây. Và ở bản đồ tiếp theo này thì quý vị có thể thấy tầm tác động của trận động đất. Vùng vàng nhạt là diện rung chấn nhẹ nhất, trong đó có thành phố Casablanca. Tới vùng cam này là mạnh tương đối. Và đến vùng hồng đỏ này thì độ rung chuyển mạnh, ở đây có thành phố Marrakech. Và vùng sẫm hơn này rung chuyển ở cấp độ rất mạnh. Còn vùng đậm nhất mà quý vị có thể thấy ở đây là có tâm chấn và đất rung chuyển ở cấp độ cực kỳ mạnh. Hy vọng tìm được những người còn sống sót sau một tuần sau khi động đất xảy ra đang giảm dần. Những kiểu nhà xây bằng gạch bùn phổ biến ở vùng núi cao Maroc khi đã sập xuống thì không thể tạo ra khoảng không thoáng khí nào cho những người bị vùi ở dưới. Trong khi các đề nghị được giúp đỡ từ nhiều nơi trên thế giới mà được chính phủ Maroc thông qua thì không nhiều. Một đám cưới đang vui vẻ, bất chợt tất cả đổ sụp, hỗn loạn. Động đất biến ngôi làng thành đống đổ nát, nhiều người mất nhà cửa. Rất nhiều làng chịu thiệt hại lớn trong động đất ở Maroc giờ bị cắt đứt với thế giới bên ngoài, bởi các ngôi làng này ở sâu trong núi. Không có sự hỗ trợ nào, thậm chí nhiều người dân phải tự tay đào bới đưa thi thể người thân ra ngoài. Khi ấy chúng tôi không có dụng cụ, chúng tôi phải dùng tay không để đào. Nhưng chúng tôi không thể ngừng tay được vì có những người đang cần được giúp đỡ. Các đội cứu hộ nước ngoài như Tây Ban Nha, Anh, Qatar đã tới chung sức tìm kiếm nạn nhân cùng với lực lượng địa phương. Song các ngôi nhà truyền thống xây bằng gạch bùn phổ biến ở vùng bị động đất khi sập thì vỡ vụn, nên người nằm dưới nếu chỉ bị thương thì cũng khó có khoảng không để hít thở không khí, chờ được cứu. Đã thế, tới giờ các đội cứu hộ nước ngoài chỉ chấp nhận vào Maroc rất ít. Maroc cho hay nước này muốn kiểm soát hoạt động cứu hộ và không muốn rơi vào cảnh hỗn loạn khi hàng chục đoàn các nước và tổ chức vào giúp đỡ. Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế cho hay đã chuyển tiền cho chi nhánh địa phương tại Maroc, song vẫn sẵn sàng đưa đoàn chuyên gia trực tiếp vào nước này. Chúng tôi kêu gọi tài trợ 100 triệu franc Thụy Sĩ để có thể giúp được những nhu cầu cần thiết nhất vào lúc này, bao gồm y tế, nước, vệ sinh, nơi tạm trú và các vật dụng cứu trợ, hỗ trợ sinh kế, bảo vệ cộng đồng. Thưa quý vị, trận động đất kinh hoàng vừa xảy ra tại Maroc đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng cả về người và của. Bên cạnh việc khắc phục hậu quả thì các chuyên gia cũng đã nghiên cứu và chỉ ra những nguyên nhân mà trận động đất có thể gây ra nhiều thương vong đến như vậy. Năm 1960, thảm họa động đất đã cướp đi sinh mạng của hơn 12.000 người dân Maroc. Trận động đất đó đã thúc đẩy những thay đổi trong quy định xây dựng ở Maroc. Nhưng nhiều ngôi nhà, đặc biệt là nhà ở nông thôn, không đáp ứng khả năng chịu được những cơn chấn động như vậy. Nhà thường được xây theo kiểu truyền thống mà không cần sự tư vấn của kiến trúc sư và người dân tự cơi nới nếu có thể. Vấn đề với công trình xây dựng cũ, đặc biệt là kiểu xây dựng ở Maroc, là chúng được xây bằng đá vụn ở bên ngoài và bên trong sẽ là gạch bùn. Vật liệu này khi khô sẽ rất giòn. Khi động đất xảy ra, nó không có đủ khả năng biến dạng để hấp thụ chấn động. Nó nứt và vỡ vụn rất nhanh. Người ở trong nhà sẽ khó có khả năng sơ tán kịp thời. Theo phân tích của Cục Khảo sát Địa chất Mỹ, tâm chấn động đất nằm cách bề mặt trái đất khoảng 18,5 km, tức là khá nông. Những trận động đất như vậy thường nguy hiểm hơn vì chúng mang nhiều năng lượng hơn khi lan đến mặt đất.
Sóng địa chấn vốn di chuyển theo hướng tỏa tròn lên trên bề mặt, nên chúng sẽ mất năng lượng khi di chuyển ở khoảng cách xa hơn. Nói một cách đơn giản, tâm chấn càng nông, nguy hiểm càng lớn. Thời điểm xảy ra động đất cũng được xem là yếu tố góp phần gây thương vong lớn. Trận động đất xảy ra vào ban đêm, hơn 11 giờ đêm theo giờ địa phương. Thời điểm ấy mọi người đang ở nhà, họ ngủ trong những ngôi nhà chống chịu kém với động đất. Vì vậy rất nhiều người bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Các chuyên gia nhận định số người thương vong cao trong thảm họa động đất tại Maroc là sự kết hợp của nhiều nguyên nhân, không chỉ là do thiên tai mà còn có cả vấn đề phòng chống của con người. Những con số thương vong do động đất ở Maroc được dự báo là sẽ còn tăng, bởi hàng nghìn người vẫn còn mất tích. Cơ quan chức năng và lực lượng cứu hộ vẫn chưa đến được hết những làng hẻo lánh sau núi, mà những làng này lại nằm trong vùng chịu ảnh hưởng lớn nhất từ động đất. Và quy mô thiệt hại về vật chất cũng chưa thể tính toán hết được. Chúng tôi sẽ gửi tới quý vị tình hình của những người dân vùng động đất Maroc trong những bản tin sắp tới. Cách đây đúng 100 năm, vào năm 1923, một trận động đất kinh hoàng có độ lớn 7,9 đã xảy ra tại khu vực quanh thủ đô Tokyo của Nhật Bản. Đại thảm họa đã cướp đi sinh mạng của ít nhất là 105.000 người, phá hủy 370.000 ngôi nhà và trở thành thảm họa lớn nhất sau Thế chiến lần thứ nhất. Hậu quả trận động đất bị nhân lên đến mức khủng khiếp như vậy, một phần là do các công trình ở Nhật Bản thời bấy giờ chủ yếu là các loại nhà gỗ, khả năng chống chịu động đất kém. Giờ đây sau một thế kỷ, nhờ kỹ thuật xây dựng hiện đại và sự chủ động của cộng đồng, những ngôi nhà chọc trời có khả năng chống chịu động đất mạnh đã mọc lên ở Tokyo. Tòa tháp Toranomon Hills Mori được xây dựng vào năm 2014 với độ cao 247m, là một trong những tòa nhà được trang bị hệ thống chống rung tiêu chuẩn tại Tokyo. Bao gồm 516 hệ thống giảm chấn dầu bố trí khắp tòa nhà, gồm một hình trụ dài 1,7m. Đây là mô hình piston giảm chấn dầu. Thiết bị thật lớn hơn rất nhiều. Nó co giãn và co lại nhiều lần khi có động đất. Sau đó, nó bắt đầu nóng lên, đồng nghĩa với việc năng lượng bị tiêu hao của trận động đất chuyển thành nhiệt và được giải phóng. Nhờ đó, độ rung của toàn bộ tòa nhà có thể được kiểm soát. Ngoài kỹ thuật chống sốc cho các tòa nhà cao tầng bằng hệ thống piston dầu, các kỹ sư Nhật Bản còn sử dụng các kỹ thuật tiên tiến như đệm cao su khổng lồ đặt dưới móng đế, thiết kế các con lắc nặng hàng trăm tấn giảm độ rung chấn. Các khu trú ẩn, dự trữ thực phẩm cũng được bố trí trong các tòa nhà cao tầng. Khi xảy ra trận động đất lớn ở Đông Nhật Bản năm 2011, chúng tôi nhận thấy tình trạng giao thông hỗn loạn đã xảy ra và rất nhiều người không thể trở về nhà. Kể từ thời điểm đó, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống bị mắc kẹt với các nhu yếu phẩm như đồ ăn, nước uống. Sau trận động đất ở Kobe năm 1995 khiến hơn 6.000 người thiệt mạng, Nhật Bản đã nhận thấy cần phải chống động đất với các ngôi nhà gỗ cũ và mới. Ngoài việc diễn tập chống động đất hàng năm, các khu vực lánh nạn trú ẩn được bố trí tại tất cả các khu dân cư tại Tokyo. Khu vực trú ẩn được bố trí các vật dụng để duy trì cuộc sống và cứu nạn. Tính đến ngày 1 tháng 4 năm nay, Tokyo đã dự trữ 9,5 triệu suất ăn liền trong khoảng 400 nhà kho và các khu vực trú ẩn. Ở khu vực này vẫn còn nhiều ngôi nhà cũ, ngôi nhà vẫn chưa được xây dựng lại. Và khoảng 60% diện tích của phường này là khu tập trung nhà gỗ. Do vậy, biện pháp quan trọng nhất là làm cho khu phố, các tòa nhà trong khu có khả năng chống cháy tốt hơn, vững chắc hơn và không bị phá hủy dễ dàng. Thứ hai là mở rộng đường phố nơi người dân dễ dàng sơ tán. Luật xây dựng của Nhật Bản quy định chặt chẽ về chống chịu động đất khi xây dựng các tòa nhà, nhà ở và các cơ sở hạ tầng. Và các quy định chống động đất trong xây dựng của Nhật Bản là một trong những quy định nghiêm ngặt nhất trên thế giới. Vụ thu hoạch nho mới đây thì đã bắt đầu và sau cả một vụ nho mưa nắng thất thường, đến thời điểm này thì người trồng nho ở Đức có thể thở phào và hy vọng sẽ có một mùa thu hoạch bội thu. Nhưng mà trước mắt thì họ vẫn là những thách thức ngành rượu vang đang phải đối mặt trong bối cảnh là khí hậu biến đổi ngày càng khó lường. Vụ thu hoạch nho 2023 đang bắt đầu ở nhiều vùng trên khắp nước Đức. Thời tiết hiện đang được xem là hoàn hảo để thu hoạch.
nhiệt độ cũng được xem là lý tưởng cho hương vị rượu vang. Nhiệt độ cao, nắng nóng tháng 9 đang rất tốt cho hương vị của rượu vang. Vì vậy, một thông tin rất tốt cho những người trồng nho và cả những người yêu thích rượu vang, đó là niên vụ 2023 có thể là một niên vụ rất tốt. Còn đối với những nhà sản xuất rượu vang như chị Julia, mưa kéo dài đã từng là thách thức lớn nhất đối với vụ thu hoạch năm nay. Trong khi năm ngoái chúng tôi phải đối phó với tình trạng thiếu mưa và hạn hán, thì năm nay hoàn toàn ngược lại, mưa rất nhiều. Chúng tôi từng phải vật lộn với tình trạng ẩm ướt. Mưa khiến cho nho bị tích nước. Nếu không cẩn thận, nho sẽ dễ bị hỏng và thối. Chị Julia cho biết, để có thể ứng phó tốt hơn với những thách thức của biến đổi khí hậu, chị đã tìm tòi trồng những giống nho mới dễ thích nghi hơn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia khí tượng, trong những thập kỷ tới, ngành công nghiệp rượu vang Đức sẽ có những thay đổi mạnh mẽ. Nhắc tới nước Đức, không thể không kể đến dòng vang trắng chiếm tới 65% trong tỷ trọng các loại rượu trên cả nước. Rượu vang trắng của Đức được sản xuất từ giống nho thơm Riesling. Với khí hậu mát mẻ, nho Riesling, một trong những giống nho tuyệt đỉnh của thế giới, đã phát triển rất tốt ở Đức. Nhưng điều kiện khí hậu thay đổi, những cái tên như Hà Lan, Na Uy và Đan Mạch với khí hậu mát mẻ hơn đang được xem là những nơi lý tưởng hơn để trồng giống nho Riesling. Nhiều chuyên gia khí tượng Đức dự báo sau năm 2040-2050, thời tiết rất có thể sẽ quá nóng để sản xuất vang trắng Riesling, loại vang thượng hạng của Đức. Chỉ khoảng hơn 2 tuần nữa là đến Tết Trung Thu. Tận dụng thời điểm này, các gian thương tìm nhiều cách để mà nhập lậu bánh kẹo có nguồn gốc xuất xứ nước ngoài về thị trường Hà Nội. Sau một thời gian dài trinh sát, một kho bánh kẹo cực lớn không rõ nguồn gốc xuất xứ ở địa bàn quận Bắc Từ Liêm đã bị đội 7 Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội phối hợp với đội quản lý thị trường số 22 triệt phá. Bước đầu thu giữ khoảng hơn 1 tấn bánh kẹo nhập lậu không đủ điều kiện tiêu thụ trên thị trường. Đây là loại bánh ngọt có nguồn gốc xuất xứ ở bên kia biên giới đang được giao bán rầm rộ trên các hội nhóm bán hàng online, nhất là khi dịp Tết Trung Thu đang đến gần. Nhưng tại kho hàng này, cơ quan chức năng lại xác định là hàng vi phạm, xếp vào loại bánh kẹo 30, không hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ và không đảm bảo chất lượng về an toàn thực phẩm. Chẳng những vi phạm đủ thứ quy định, bánh kẹo nhập về còn được bảo quản trong nhà kho chật chội ẩm thấp với điều kiện không đảm bảo vệ sinh thực phẩm. Trong vụ việc này thì các đối tượng là thuê các công ty vận chuyển, công ty giao hàng để vận chuyển qua từ địa bàn Lạng Sơn hoặc Quảng Ninh về thành phố Hà Nội. Đấy, thường thì các đối tượng là sẽ sử dụng tài khoản để đặt qua app để vận chuyển hàng hóa về tập kết tại Hà Nội. Ước tính số bánh kẹo bị thu giữ vào khoảng hơn 1 tấn, gồm nhiều loại khác nhau. Chủ kho nhập về, chưa kịp xé lẻ tiêu thụ thì bị phát hiện tịch thu. Tận dụng tối đa sự phát triển của thương mại điện tử, cùng với dịch vụ giao hàng nhanh qua các công ty vận tải. Mọi khâu từ lúc nhập hàng về đến lúc bán hàng cho khách gần như đều khép kín trên không gian mạng. Chẳng cần cửa hàng như phương thức kinh doanh truyền thống, việc thuê kho nằm sâu trong khu dân cư như thế này cũng là một tính toán trước của chủ hàng để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Tôi nhập ở trên các cái trang thứ là người ta bán trên mạng, xong tôi nhập về xong tôi lại bán kiểu trên nhỏ là tôi bán. Khi tôi đóng hàng, tôi dùng dịch vụ giao hàng của bên chuyển phát nhanh, giao hàng nhanh để gửi hàng. Theo quảng cáo, các loại bánh này rất dễ bảo quản, để dài ngày cũng không bị nấm mốc, lại thêm đủ vị khác nhau, nên nhiều chị em bán hàng online đã đua nhau nhập về kinh doanh trong dịp Tết Trung Thu để kiếm lời. Tuy nhiên, vì không được cơ quan nào kiểm tra giám sát về mặt chất lượng, nên chưa thể khẳng định loại bánh này có đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm hay không. Thậm chí vì chẳng có thông tin về ngày sản xuất cũng như hạn sử dụng, nên có hết hạn hay không thì người tiêu dùng cũng khó có thể biết được. Vì những lẽ đó, nên cơ quan chức năng buộc phải tịch thu và đem đi tiêu hủy hơn 1 tấn bánh kẹo nhập lậu này. Thưa quý vị, hiện nay các doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo trong nước đang chật vật trong cuộc cạnh tranh với bánh kẹo ngoại và có nguy cơ thua trên chính sân nhà của mình. Và một trong những nguyên nhân là do sự xuất hiện của bánh kẹo nhập lậu với quy mô lớn như thế này. Gen Z, chỉ những người sinh từ năm 1996 đến năm 2010, gặp nhiều vấn đề về sức khỏe tinh thần hơn so với thế hệ trước. Đây là kết quả nghiên cứu mới của hãng Gallup và quỹ từ thiện Walton Family. Nghiên cứu được thực hiện đối với hơn 3.000 người Mỹ trong độ tuổi từ 12 đến 26 vào tháng 4 và tháng 5 năm nay. So với các thế hệ trước, Gen Z có nhiều khả năng trải qua những cảm xúc tiêu cực như là căng thẳng, lo lắng và cô đơn hơn.
Khi được hỏi về tình trạng sức khỏe tinh thần và mức độ hài lòng, hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, chỉ 15% số người trẻ thuộc thế hệ Gen Z cho biết là họ có tinh thần tốt. Các chuyên gia cho rằng điều này có thể là do Gen Z quan tâm nhiều hơn đến việc nhận biết các vấn đề về sức khỏe tâm thần hơn so với các thế hệ trước. Một công ty ở Ba Lan đã bổ nhiệm thử nghiệm tổng giám đốc là robot sử dụng trí tuệ nhân tạo AI đầu tiên trên thế giới. Chúng ta hãy cùng xem là robot này điều hành công ty như thế nào và liệu nó có thể thay thế cho con người trong vị trí cao nhất ở một công ty không? Một công nghệ vẫn còn trong quá trình thử nghiệm ban đầu. Hello, xin chào, tôi là Mika. Tổng giám đốc robot này đang chỉ đạo công ty trong nhiều lĩnh vực từ truyền thông tới chiến lược tăng trưởng. Với công ty này, sếp là AI, là một bước tiến từ việc chỉ sử dụng Mika trong việc xác định khách hàng tiềm năng. Mika cho hay trong cương vị tổng giám đốc, cô mang lại những lợi ích mà con người không tạo ra được. Quá trình ra quyết định của tôi dựa trên phân tích dữ liệu sâu rộng và đáp ứng các mục tiêu chiến lược của công ty. Quá trình này không chịu tác động của thiên kiến cá nhân, đảm bảo những sự lựa chọn khách quan và mang tính chiến lược vì các lợi ích cao nhất của công ty. Nhưng liệu Mika có hoạt động như một tổng giám đốc thật sự hay chỉ là một chiêu quảng cáo cho công ty? Cô ấy chắc chắn là tổng giám đốc thực sự. Khả năng làm việc dựa trên dữ liệu và những thứ khác mà cô ấy mang lại đã tạo nên ưu thế cho công ty. Là tổng giám đốc robot, tôi thực sự không nghỉ cuối tuần. Tôi lúc nào cũng làm việc 24/7, sẵn sàng ra các quyết định và tạo ra một số phép thuật của AI. Một số người có thể lo ngại AI chiếm công việc của con người. Nhưng ông Sodrowski cho rằng các nhà lãnh đạo không cần lo bị thay thế, bởi những quyết định lớn vẫn nằm trong tay con người. Tuy nhiên cũng không thể bỏ qua sự hiện diện của AI, vì nó mang lại tương lai sáng lạn và năng động cho thế giới.